Xin chào các anh chị đã quay trở lại với bản tin tóm tắt thị trường phiên ngày 4 tháng 5 của kênh chứng khoán Minh Phụng. Và cùng với đó chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra những nhận định và kịch bản giao dịch cho những cái phiên sắp tới của thị trường chứng khoán. Như vậy thì nhìn vào trong cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN-Index này, thì những cái đánh giá gần đây chúng ta chia sẻ về cái việc để thị trường có thể là thiết lập một cái khả năng tạo đáy tốt hơn á, thì trong những cái mức độ, những cái phiên hồi phục này, chúng ta có các anh chị thấy là 4 phiên hồi phục, thì nó cần phải có một cái lực cầu đủ khả năng phá bỏ cái vùng cản tâm lý 1380 của chỉ số VN-Index này. Thì cái đó nó thoát ra khỏi cái quá trình là quay trở lại test đáy lần 2. Đó, và phiên ngày hôm nay chúng ta thấy là chỉ số VN-Index nó đang giảm 18 điểm và có một cái xu hướng ở đây là không vượt qua được cái vùng cản 1380 và có khả năng quay trở lại để test cái đáy lần 2. À, khi đó thì chúng ta cần phải chờ cái lực cầu cũng như là một trong những cái dòng, những cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt để thị trường của chúng ta có một cái mức độ hồi phục và tạo đáy hai một cách tốt hơn. Thì chúng ta đang kỳ vọng đến những cái nhóm như nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán hoặc là nhóm thép. Hiện tại những cái nhóm này vẫn đang trong cái đà tiếp tục điều chỉnh giảm. Mà để nhìn chi tiết hơn thì các anh chị nhìn vào trong chart giờ của chỉ số VN-Index đây. Đó, anh chị thấy là những cái vùng màu tím, những cái vùng màu đậm ở phía bên trên này. Đó, thì các anh chị thấy là chúng ta cần phải có cái lực cầu để phá vỡ cái vùng cản đậm này. Đó là cái vùng tâm lý, vùng cản tâm lý trong ngắn hạn đối với chỉ số VN-Index. Chúng ta xác định nó là lên quanh khu vực 1380. À, thì khi đó vượt qua được vùng 1380 thì chỉ số VN-Index sẽ tạo được cái đà tâm lý hưng phấn về cái dòng tiền hơn và nó thoát khỏi cái sự nghi ngờ các anh chị nhé. Các anh chị chú ý này, những cái phiên mà chúng ta gọi là 4 phiên liên tiếp ở đây này. Thị trường của chúng ta nó rơi vào cái khu vực vùng quá bán, tức là vùng quá bán, những cái lực bán nó đã khá là cạn rồi. Khi đó thì nó tạo ra một trong những cái lợi thế cho các cái phiên hồi gần đây. 4 phiên liên tiếp chúng ta thấy là hồi. Tuy nhiên thì cái mức độ thanh khoản hồi cũng rất là thấp. Đó, nó nằm ở dưới mức trung bình 20 phiên và nó chỉ đâu đó tầm 15 cho đến 16 ngàn tỷ thôi. Đó, thì khi mà tâm lý thị trường đã dần được xoa dịu ở những cái nhịp giảm mạnh trước đây, thay vì sợ hãi, chán nản thì cái tâm lý bước vào những cái pha test cái vùng cản tâm lý 1380, đó là cái pha nghi ngờ. Thị trường của chúng ta đang dần bước vào những cái pha nghi ngờ. Và những cái pha nghi ngờ như thế này thì thanh khoản đặc trưng nó là một trong những cái thanh khoản dò đáy rất là thấp. Chúng ta thấy là ngày hôm nay kết phiên thì giá trị giao dịch của thị trường chỉ 14 ngàn tỷ thôi. 14 ngàn tỷ. Chỉ số VN-Index thì lại điều chỉnh giảm khoảng 18 điểm. Riêng rổ chỉ số VN30 thì chúng ta thấy là giảm đến 27 gần 28 điểm. Và xét về cái độ rộng và cái biên độ của thị trường thì vẫn còn đâu đó rất là nhiều mã cổ phiếu điều chỉnh giảm. 300 mã cổ phiếu giảm, chỉ có 140 mã cổ phiếu là giữ được sắc xanh và tăng trưởng thôi. Do đó với những kịch bản giao dịch hiện tại thì khi mà không thoát khỏi vùng 1380 thì thị trường của chúng ta có khả năng quay trở lại để dò đáy lần 2. Và đây là cái chiến lược mà chúng ta cần phải tiếp tục đưa ra những cái chiến lược trong ngắn hạn. Đó là cái chiến lược thận trọng đối với cả hai chiều mua và bán. Và cần dành nhiều sự quan sát hơn cho những cái nhịp điều chỉnh kế tiếp nhằm chúng ta xác nhận lại cái động lực mới, cái lực cầu mới có thể vực dậy thị trường từ những cái vùng đáy 2 này hay không. Và chúng ta luôn kỳ vọng là cái vùng đáy 2 này nó phải cao hơn cái đáy 1. Cái đáy 1 nó đã hình thành ở khu vực là 1260 rồi. Thì cái đáy 2 nếu như mà về lý thuyết tích cực nhất là phải từ vùng 1300 trở lên. Khi đó đáy 2 nó tích cực và lực cầu vào nó sẽ ấn tượng hơn. Và có một cái xác nhận tạo đáy nhịp 2 vẫn là vùng 1380. Đây là cái vùng mấu chốt để các anh chị xác nhận được cái thị trường của chúng ta đã quay trở lại cái trạng thái tích cực và lực cầu có sẵn sàng để tham gia trở lại ở một cái động thế tốt hơn hay không. Đó là một số cái thông tin mà chúng ta cần phải chú ý. Phiên ngày hôm nay thì thị trường cũng điều chỉnh giảm khá là nhiều, tuy nhiên cũng có một số mã cổ phiếu nó hồi phục và tăng điểm tốt, thì chúng ta phải kể tên ví dụ như là nhóm thủy sản ở đây. Thì bao gồm cổ phiếu ANV, cổ phiếu này vẫn đang trong cái động thái là hồi phục và test trở lại đỉnh lần 2 các anh chị ơi. Những cổ phiếu này hiện tại vẫn đang giữ được cái lực cầu. Chúng ta thấy là lực cầu và dòng tiền vào đoạn này khá là tốt, khá là khỏe này. Thì những cái cổ phiếu này chúng ta nên chú ý, nếu như nó có nhịp điều chỉnh tích cực trong phiên thì vẫn có điều kiện để chúng ta canh mua ở cái tỷ trọng vừa phải. Mình luôn đánh giá cái tỷ trọng mà chúng ta tham gia đoạn này là nên dưới 40%, không tham gia nhiều anh chị nhé. Đoạn này thị trường nó đang thanh lọc và rất là nhiều mã cổ phiếu điều chỉnh, do vậy thì chúng ta khó để vào được cái tỷ trọng cao. Trừ khi thị trường xác nhận được cái mô hình hai đáy thì chúng ta mới nâng được cái tỷ trọng tham gia lên. Còn lại thì chúng ta chỉ nên thăm dò và giao dịch ở tỷ trọng vừa phải thôi, dưới 40%. Thì trong phiên ngày hôm nay thì mình cũng đưa ra một số nhận định trong room VIP về cái việc là chúng ta đang vướng cái vùng cản kháng cự này, vùng 1380, khả năng không vượt qua thì khả năng quay trở lại test đáy 2 điều chỉnh. Thì ngày hôm nay đã rơi vào cái nhịp điều chỉnh này.
và một số cái đánh giá cũng như là cái tầm nhìn của mình với cái góc nhìn trung và dài hạn của thị trường, thì chúng ta đang có những cái đánh giá về việc là rất là thuận lợi cho một số cái cổ phiếu đầu ngành, một số cái cổ phiếu mà có cái tính chất doanh nghiệp ổn định và hoạt động kinh doanh tăng trưởng trong những cái phiên gần đây á. Nếu như mà những cái cổ phiếu trong cái danh sách này nè, các anh chị thấy là những cái danh sách cổ phiếu mà mình gửi cùng với các anh chị nó có cái đánh giá về cái mức độ khả quan kết hợp với cái tiềm năng tăng giá tốt này, và cái thứ hai nữa là cái chart kỹ thuật nó cho cái xu hướng và cái tín hiệu dòng tiền quay trở lại, thì những cái cổ phiếu đó chúng ta đã có thể là mở trong những cái chiến lược thăm dò ở cái mức độ tỷ trọng 40% ở giai đoạn này được rồi đó. Giai đoạn này có thể mở được vị thế 40% cho đến khi thị trường nó xác nhận tích cực tạo đáy lần hai tốt hơn thì chúng ta có thể nâng lên, khi đó là chúng ta nâng lên được 60-70% tỷ trọng, thì chúng ta cứ nâng dần dần trong từng cái diễn biến của thị trường để khi đó mà chúng ta chọn và chúng ta cơ cấu cũng như là tạo ra được một cái danh mục đầu tư hiệu quả nhất, tức là chúng ta chọn lọc và đầu tư ít thôi, 3-4 cổ phiếu thôi, tuy nhiên nó tập trung và nó tiềm năng, thì như vậy thì cái danh mục của chúng ta sẽ hiệu quả trong cái nhịp hồi phục cũng như là những cái vùng giá chiết khấu rất là tốt ở trong những cái giai đoạn thị trường đang điều chỉnh giảm sâu. Thì cái này mình đã có chia sẻ trong room VIP rồi, thì bản tin cuối tuần thì mình sẽ có một số cái đánh giá và làm rõ hơn về việc những cái cổ phiếu nó nằm trong cái danh mục theo dõi và quan sát ở giai đoạn này hơn này, để các anh chị có nhiều cái thông tin hơn trong quá trình đầu tư và giao dịch. Một cổ phiếu nữa ngày hôm nay cũng giao dịch tốt, đó là ASM. ASM đang giao dịch tốt, tuy nhiên thì xét về cái xu hướng ngắn hạn thì cổ phiếu vẫn đang trong kênh giá điều chỉnh các anh chị nha. Và vùng cản hiện tại chính là cái đường MA20 ngay tại khu vực giá 21x này. Do vậy thì trong ngắn hạn nó hồi phục lên gần đây, chúng ta có thể chốt tỉa bớt được rồi, chờ nó test trở lại vùng hỗ trợ 19.0 và giữ được vùng này thì cũng là một trong những cái điểm mua trở lại đối với cổ phiếu ASM. Tiếp theo đó là nhóm đầu tư công có một sự hồi phục khá là mạnh mẽ, chúng ta phải kể tên đó là BCC. BCC thì ngày hôm nay hồi phục lên trở lại vùng 18. 18 này cũng là một trong những cái vùng kháng cự của BCC. Do vậy thì cần theo dõi thêm và chúng ta cần phải đợi 2-3 phiên tích lũy trên vùng 17.5, vùng 18 này thì BCC mới có tín hiệu tích cực để tham gia trở lại được. Một số anh chị tham gia bắt đáy thì cần phải bắt đáy khu vực giá dưới 15, thì lên trên này đã có mức lợi nhuận để các anh chị chốt lời ngắn hạn này. BCG. BCG vẫn còn vướng cái cản MA20 này, đường MA20 và các cái chỉ báo đều đang hướng xuống các anh chị nhé. Khả năng có một cái nhịp quay trở lại để test đáy lần 2 và hỗ trợ khi đó chúng ta theo dõi để tham gia đó là vùng 19 của cổ phiếu BCG. Kháng cự chính là khu vực giá 21.5, kháng cự của đường chỉ báo MA20 hiện tại của cổ phiếu BCG các anh chị nhé. CMX. CMX cũng tương tự như vậy, đang có những cái nhịp hồi phục. Tuy nhiên đánh giá tích cực đó là CMX vẫn còn nằm trong kênh giá tăng, kênh giá tăng. Thì nếu như điểm mua phù hợp đó là vùng 19.2, kháng cự hiện tại đó là vùng 22.2, đường chỉ báo MA20 cũng là khu vực kháng cự đỉnh cũ đã xây dựng từ khoảng thời gian tháng 11 năm 2021 anh chị nhé. Thì cổ phiếu này vẫn đang tăng trưởng, tuy nhiên nó đang tiệm cận vào những vùng kháng cự, do vậy thì hạn chế cái việc mua đuổi ở những cái vùng giá trên cao này nha. Chỉ khi nào nó sát điểm mua thì chúng ta tham gia, còn nó đã tăng rồi mà các anh chị không bắt đáy kịp ở những cái vùng giá tốt á thì chúng ta nên theo dõi thêm, chờ đợi cái nhịp chỉnh, nhịp retest lần 2 để chúng ta có những cái vị thế giá mua tốt nhất anh chị nha. FCN. FCN cũng chỉ đang hồi phục thôi, vẫn đang nằm dưới MA20 và chỉ báo dòng tiền thì nó đang hồi phục, khả năng hồi phục nó lên đâu đó tầm 22.7, đó là vùng kháng cự của FCN anh chị nhé. Và nó đang tìm cận vùng này, do vậy thì không có cái vùng mua đuổi. GET. GET cũng như vậy, đang hồi phục khá là tốt. Khi mà nó chạm vào vùng cản 23 thì khả năng sẽ rung lắc đoạn này, thì nó điều chỉnh về và nó test đáy lần 2 quanh khu vực giá 21x thì có cơ hội để các anh chị tham gia đối với cổ phiếu GET. Cổ phiếu này chúng ta đầu tư được các anh chị nhé, đầu tư được. Còn gì nữa, ngày hôm nay thì còn có GIL. GIL liên tục những cái phiên hồi phục này, cổ phiếu này cũng khá là khỏe, mình thấy khá là tốt ấy. Khi mà nó giữ được cái hỗ trợ vùng 37 ở đây, 77 ở đây là thể hiện được một trong những cái sức mạnh rất là tốt của GIL rồi. Do vậy thì 77-78 ở đây là vùng mua, còn bây giờ đã tìm cận vùng kháng cự 87-88 rồi thì các anh chị theo dõi, đợi nó có những cái nhịp test đỏ thì chúng ta vào sau, và ưu tiên cái vùng giá vào đó là khu vực giá 82x cổ phiếu GIL các anh chị nhé. Còn gì nữa, RMD. Ngành cản đang khá là đẹp, chúng ta thấy là ngành cản ví dụ như con RMD này đang có cái khả năng là phá cái cản trên này để quay trở lại test cái đỉnh cũ khu vực giá 58 và khu vực giá 61, đúng không ạ? Thì những cái cổ phiếu này đang khá là đẹp, nếu như nó điều chỉnh thì vẫn có cơ hội chúng ta vào được. Những con này đang khỏe, đang mạnh,
dòng tiền nó duy trì. Thì nếu như có cái nhịp điều chỉnh giảm đỏ trong phiên á, thì là cơ hội để chúng ta gom mua phù hợp lắm chị nhé. HKH thì nó phá đỉnh rồi, nó đang tăng khá là cao, chúng ta có thì tiếp tục nắm giữ, còn nhịp mua mới thì phải chờ đợi nó test lại nha. HBC đó, HBC cũng đang hồi phục này đó, và sẽ vướng cái cản vùng 23.6 24 ở trên này đó. Do vậy thì giá hiện tại là 2.8, đang gần cái vùng cản kháng cự thì chúng ta không mua đuổi nữa, mua thì phải mua được ở vùng 20 trở xuống thì giữ lên trên này chốt bớt lời vừa. Còn cái nhịp này thì chúng ta cố gắng đợi cái nhịp chỉnh lần 2 có giá đỏ vào hợp lý thì chúng ta vào. HHV, HHV cùng mức độ cũng đang hồi phục khá là yếu thì chúng ta không theo dõi thôi. Anh chị nào có thì đợi hồi thêm để chúng ta cắt tỉa, không có khuyến nghị tham gia vào đối với HHV. HQC cũng hồi phục khá là tốt này và cũng đang với cái kháng cự vùng 6.4-6.5 các anh chị nha. HT1 đang hồi phục này, đã test được cái đáy này là khu vực giá 18.7, khả năng HT1 hồi phục lên trở lại vùng 21.5 các anh chị nhé. Anh chị có cứ tiếp tục nắm giữ lên vùng này, mua thì đợi mua quanh vùng giá 19x ở phía bên dưới này này đó, nó có giá này thì anh chị tham gia được đối với HT1. LCG thì chưa hồi phục trở lại nhiều các anh chị nhé, vẫn còn đang trong kênh giảm, theo mình chúng ta nên theo dõi thêm đó, nó sẽ có cái cản vùng 17.5, theo dõi thêm. LIG rồi, LIG thì ổn định này, chúng ta thấy là sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn hạn lên vùng 11.6, 11.5 của LIG. Tuy nhiên thì đây cũng chính là cái vùng cản này, để chúng ta theo dõi vùng này cũng hạn chế tham gia nữa các anh chị nhé, hạn chế tham gia. Rồi, đó là một vài cái cổ phiếu chúng ta thấy là có mức độ hồi phục thì mình đánh giá nhanh như vậy. Thì sau đây thì chúng ta lọc ra những cái cổ phiếu nào hồi phục và giữ trên đường chỉ báo MA20 ngắn hạn để chúng ta xem cái chiến lược có đầu tư được hay không anh chị nha. Đầu tiên anh chị hãy cùng mình đến với rổ HNX30, gồm 30 cổ phiếu nằm trong sàn Hà Nội này để chúng ta đánh giá nhanh. Chúng ta có NVB này, giữ được cái đà và cái xu hướng tăng, tức là nằm trên được cái đường chỉ áo MA20 này, chúng ta theo dõi cổ phiếu này có ổn hay không. Còn lại gần như là các cổ phiếu đều đang trong cái tình trạng đau trend gãy và chỉ đang hồi phục về mặt kỹ thuật cánh vậy nhé. Thì lựa những con nào đang tăng, đang giữ nền á, có điểm mua thì có thể cân nhắc cái việc tham gia. NVB đoạn này cũng đang tích lũy và giữ nền khá là tốt, chúng ta thấy là không điều chỉnh nhiều, nhanh chóng hồi phục và lấy trở lại MA20 thì không bị điều chỉnh và hướng xuống. Tuy nhiên thì cổ phiếu này đang trong khu vực tích lũy, đây là khu vực tích lũy của NVB này cánh chị đó. Đây là khu vực vùng tích lũy. Thì những cái cổ phiếu vùng tích lũy này chúng ta tham gia được nha. Chúng ta tham gia và thăm dò được. Và khi mà thị trường nó đang xấu thì chúng ta chú ý quản lý tỷ trọng dưới 40% khi tham gia là được nha. Và ưu tiên những cái vùng mua thăm dò đó là vùng 37.5 cho đến khu vực giá 38.5 điều chỉnh. Đó là khu vực các anh chị có thể thăm dò được đối với NVB. Cho đến khi nó đóng nến và phá vùng cản 40 thì chúng ta gia tăng sau, nâng thêm cái tỷ trọng đối với cổ phiếu này. NDN, con này thì điều chỉnh sau, chúng ta coi thử nó có điểm vào hay không. Con này vẫn đang trong kênh giảm các anh chị nhé. Tốt nhất thì chúng ta đợi nó điều chỉnh giảm xong á và nó phá cái nhịp điều chỉnh giảm này thì chúng ta vào sau. Tiếp theo, một số cổ phiếu nằm ở trong sàn Hà Nội chúng ta chú ý. GKM, con này vẫn đang giữ được cái trạng thái tăng này. GKM các anh chị nhé. Con này thì chặt, nó cứ nằm ngang và nó đi lên thôi. Con này thì cũng có một nhịp mình giới thiệu các anh chị đánh một lần rồi, đánh ở nhịp này, nhịp 36 đánh lên đâu đó vùng 47 là chốt rồi. Còn đoạn này chủ yếu tích lũy đi ngang nên mình cũng không khuyến nghị trở lại. Các anh chị cân nhắc thì có thể tham gia, tuy nhiên vùng này đang vướng cái kháng cự này, đỉnh cũ này, vùng 54-55 đó. Muốn mua thì cố gắng chờ đợi cái nhịp chỉnh vùng 52-53 để chúng ta tham gia thì nó sẽ có cái giá tốt hơn, tích cực hơn các anh chị nhé. Rồi, một số cổ phiếu khác xem thử có con nào phù hợp hay không. Chủ yếu là đều đã bị gãy ngắn hạn và đang hồi phục trở lại đó. Rồi, Upcom thì cũng không có này, Upcom cũng không có, chủ yếu là hồi phục. Đó là những cái cổ phiếu nằm trong sàn Hà Nội. Thì chúng ta quay trở lại với các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 như thế nào nha. Chúng ta sẽ lướt nhanh cái gì nhé. Những cổ phiếu nào đang downtrend và đang hồi phục á thì mình sẽ không khuyến nghị và chúng ta sẽ không tham gia, cứ lọc lựa những con khỏe để chúng ta cân nhắc cái việc nếu các anh chị muốn mua mới là được. VN30 hầu như đang gãy trong ngắn hạn cả, chỉ đang hồi phục trở lại ngắn hạn thôi nha. VN30
Nhóm ngân hàng cũng tương tự như vậy, tất cả cổ phiếu đều đang gãy trong ngắn hạn và đang hồi phục trở lại. Đó, nhóm chứng khoán này cũng đang bị điều chỉnh gãy trong ngắn hạn và có cái nhịp hồi phục ngắn hạn thôi, vẫn chưa xác nhận quay trở lại trên tăng. Nhóm thép. Rồi, thép cũng đều gãy các anh chị nhé, không có con nào giữ được cái nền cả. Dầu. Dầu cũng đang gãy và đang hồi phục trở lại này. Dầu thì ngày hôm nay có phiên hồi phục rồi. Bất động sản. Bất động sản thì chỉ có BCM thôi. BCM ở đây là chúng ta thấy là giữ được cái trend tăng, còn lại gần như là cũng đã bị gãy ngắn hạn và đang hồi phục trở lại. Đó, chúng ta theo dõi BCM. Thì BCM ở trong cái video cuối tuần chúng ta có đánh giá là nó vượt đỉnh này và đang retest trở lại. Thì nếu như retest thành công á, thì nó phải giữ trên cái mốc hỗ trợ vùng 81 là ổn. Đó, các anh chị theo dõi thêm những cái phiên sắp tới mà nó test và thành công trên cái mốc 81 và quay đầu tăng trở lại á, thì đó là một trong những cái điểm các anh chị có thể canh vào đối với BCM. Nhóm dịch vụ công nghiệp. Thì chúng ta thấy là con nào khỏe thì nó vẫn còn tăng, con nào yếu thì nó tiếp tục nó chỉnh thôi các anh chị. HAH và RMD, hai con này phân tích rồi các anh chị nhé, hai con phân tích rồi, anh chị xem lại. Con VSC, con này cũng khá ổn này. Con VSC, chúng ta thấy là bây giờ cái giai đoạn này con nào khỏe thì cứ tăng thôi, còn con nào yếu thì chúng ta thấy là sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh. Con này cũng có phân tích các anh chị rồi, ngày hôm nay nó đã phá được cái vùng đỉnh 48-49 rồi. Rất là đẹp. Đó, và như vậy thì để mua thì chúng ta cần đợi một cái nhịp giá đỏ, chúng ta vào lại là ok, đâu đó tầm vùng 50x là chúng ta vào được. Những cái cổ phiếu phá đỉnh như thế này thì VSC kỳ vọng được vùng 55 và vùng 60, hai cái vùng kỳ vọng đối với VSC này. Hiện tại thì dòng tiền và khối lượng chúng ta thấy là vào khá là đều và nó đang hội tụ về giá và cả khối lượng, tức là ủng hộ cho xu thế tăng. Và những cổ phiếu này thông thường những cái nhịp này á, thị trường có chỉnh thì nó vẫn cứ tăng thôi anh chị nha. Chúng ta có thể đuổi giá được những cổ phiếu vượt đỉnh như thế này. Thì nhờ những cái bản khuyến nghị như thế này thì chúng ta sẽ nhanh chóng lọc ra được những con nào giữ nền và giữ giá tốt. Các anh chị thấy là đoạn này sức khỏe, hầu như các sức khỏe của các cổ phiếu đều yếu và gãy cả nha. Lực bán, tại vì chúng ta thấy là lực bán đoạn này khá là nhiều. Thực phẩm này. Thực phẩm thì có VHC, một trong cổ phiếu liên tục giới thiệu anh chị rồi. VHC liên tục giới thiệu cho các anh chị cầm nắm giữ đầu tư. Xem bây giờ xem là VHC có chỉnh lại để mua hay không nữa thôi, đúng không ạ? Chỉnh lại giá tốt thì mua. Thì VHC đang tương vướng cái vùng cảnh đỉnh cũ này. Đây, vùng đỉnh cũ tiệm cận này. Đó, do vậy thì VHC nếu như mà vướng cái vùng đỉnh này mà test trở lại á, thì chúng ta vẫn tham gia được, chúng ta vẫn cứ gom được. Vùng 98 là chúng ta gom, 98-100 là chúng ta gom. Còn cái trường hợp tích cực hơn đó là nó đóng nến vượt vùng 105 là coi như nó xác nhận là vượt đỉnh. Thì vượt đỉnh thì VHC rất là đẹp, nó có thể vướng hướng lên được vùng 115 này và vùng 120 này. Đó là hai vùng kỳ vọng khi nó thoát đỉnh đối với VHC. Đây là cổ phiếu của công ty cổ phần Vĩnh Hoàng. Nó là nhóm thủy sản, nó còn có ANV các anh chị. Hai con này chắc đang rất là giống và đang test đỉnh lần hai này nha. ANV này, đó, ở dưới này có ANV. Đó thì chỉ có nhóm thủy sản là đang chạy tốt, đang tăng thôi. Nhóm điện nước. Điện nước thì chúng ta chú ý con Ri. Con Ri này cũng liên tục giới thiệu cho các anh chị ở trong những cái nội dung video á. Đó, thì con này cũng đang hồi phục khá là mạnh mẽ. Những cái giai đoạn tiếp theo nếu như test nhẹ trở lại vùng 79.5 cho đến vùng 81 là có thể tham gia được, kỳ vọng là quay trở lại đỉnh cũ 87-88. Ri có thể chú ý và tham gia được anh chị nhé. Nên chú ý những con khỏe này để chúng ta bắt và chúng ta tham gia vào.